bỏ phiếu kín đó, thì tôi cho rằng đó là hoạt động không bình thường, vì các vị đó là do Quốc hội bầu và phê chuẩn thì toàn dân đều biết. Bây giờ đó sự tín nhiệm của đại biểu Quốc hội cũng là tín nhiệm của cử tri, thì được bao nhiêu thì báo cử tri biết tại sao lại kín, kín là thế nào. Như là trung ương 6 trước đây đó thì họp thì đề xuất kỷ luật người này người kia, thì cuối cùng cũng không biết đề xuất ai thì đặt tên đồng chí, rồi sau đó người ta bảo X, Y, Z, những ngành kia thì không biết là cái gì cả, rối bùng. Đã là đồng đại biểu, đã là người công khai, là chịu trách nhiệm trước cử tri, mà không biết là mình tín nhiệm thế nào mà bỏ phiếu kín, thì đó là công việc tôi cho rằng nó không bình thường và đi ngược lại cái xu thế chung là cơ chế hoạt động ngày càng công khai minh bạch. Chúng tôi xin được hỏi giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, ông thấy ý kiến vừa rồi của luật sư Thuận thì thế nào? Nhưng mà ngoài ra chúng tôi cũng muốn được hỏi ông luôn thêm đấy. Theo ông thì cái chuyện mà đề xuất là bỏ phiếu tín nhiệm kín như vậy lần này đấy thì nó là một bước tiến hay bước lùi thưa ông? Tôi thấy là Việt Nam mình thì luôn luôn là đi ngược với thế giới, làm khác với thế giới. Và đó là một trong những nguyên nhân làm cho cái nước Việt Nam nó lạc hậu, làm cho dân Việt Nam khổ. Thế thì cái chuyện mà lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cũng là một cái chuyện làm ngược đời. Ở trên thế giới này chẳng có cái nước nào mà chúng tôi biết là người ta làm như thế cả, là phải chia thành hai bước là lấy phiếu xong mới lại bỏ phiếu. Thế bỏ phiếu thì lại lấy phiếu thì lại ba mức chứ không phải hai mức, mà cả ba mức thì đều là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Tôi chả thấy có một cái quốc hội nước nào người ta bỏ phiếu theo cái kiểu như thế cả. Và bỏ lấy phiếu tín nhiệm thì lại chỉ lấy một lần giữa nhiệm kỳ thôi. Thế thì làm sao mà thúc đẩy được công việc, làm sao mà thay được người? Ở nước ngoài ấy, người ta chỉ cần có một cái sai lầm thì 2 tháng là người ta có thể thay ngay một cái ông lãnh đạo, thì đất nước người ta mới tiến được. Bây giờ mình muốn đi tắt đón đầu mà mình làm cái gì cũng lại rành rang hơn người ta, làm sao mà đi tắt đón đầu được. Và tôi thấy là ông luật sư Trần Quốc Thuận nói rất là đúng, vì là cái chuyện mà bỏ phiếu thì lại bỏ phiếu kín nữa, thế thì bỏ phiếu làm gì mà nó đi ngược với cái xu thế công khai minh bạch hiện nay. Tôi cho rằng là nếu thế thì thôi, tốt nhất là không bỏ phiếu. Xin được nghe ý kiến của kỹ sư Lân Thắng cũng với tư cách của cử tri. Tôi cũng không có điều kiện theo dõi trực tiếp những các cái hoạt động của Quốc hội nhiều. Thế nhưng mà cái ý kiến bình luận ở trên mạng xã hội Việt Nam thì khủng khiếp. Chưa bao giờ tôi thấy rằng là dân người ta chửi Quốc hội kinh khủng như đợt này, đặc biệt là một số các cái đại biểu Quốc hội là họ phát biểu quá là lung tung. Và đấy chính là đại biểu Quốc hội, người ta cũng đã đang có lời đề nghị là phải giám định tâm thần các cái đại biểu trước khi mà bầu vào Quốc hội, chứ không để tình trạng đại biểu Quốc hội như thế này thì không thể chấp nhận được, dân chúng tôi không thể chịu được. Ông Hoàng Ngọc Giao cũng có nói là thế này, đại ý tức là có lẽ là Việt Nam nên xem lại cái luật cái bầu cử Quốc hội đó, trong cái việc là lựa chọn các cái chất lượng của các cái đại biểu Quốc hội ngay từ đầu, và đấy là một trong các chìa khóa để tháo mở các vấn đề khác. Chúng tôi xin được nghe ý kiến bình luận của tiến sĩ Quang A về cái ý vừa rồi của ông Hoàng Ngọc Giao. Ý kiến đấy của anh Hoàng Ngọc Giao là rất xác đáng, bởi vì trong kỳ họp Quốc hội này người ta còn bàn đến luật bầu cử Quốc hội. Ý kiến của anh Bạch Dương cũng như là của một bài khác đặt cái vấn đề chất lượng của Quốc hội, thì tôi nghĩ rằng cái Quốc hội này và kể cả Quốc hội trước nữa cũng thế, những Quốc hội mà đại bộ phận các đại biểu đều là đảng cử dân bầu thì tôi nghĩ rằng không thể nào có chất lượng được. Không có một cái sự cạnh tranh, không có một cái sự vận động, không có một sự chọn lọc của các nhóm xã hội để đưa ra được những ứng cử viên sáng giá thì làm sao mà chúng ta đòi hỏi rằng chất lượng Quốc hội lên cao được. Cho nên đặt cái kỳ vọng đấy là nó hơi quá với cái Quốc hội hiện hành. Cho nên tôi nghĩ rằng cái điểm cốt lõi nhất có lẽ là từ đây cho đến 2016 là có lẽ là phải bàn lại chính cái luật bầu cử Quốc hội để cho người dân thực sự được tự do bầu ra những vị đại diện của mình, chứ không phải là bầu ra các ông bà nghị gật. Xin được hỏi ý kiến luật sư, ông đã nghe các ý kiến vừa rồi đấy của các quý vị rồi, thì về cái vấn đề về cái chất lượng làm việc của Quốc hội, cung cách làm việc Quốc hội cũng như là cái chất lượng của các đại biểu, thì cái ý kiến của ông thế nào ạ? Là muốn thay đổi cái Quốc hội đó là vấn đề quan trọng nhất, là thay đổi cái đầu vào, đổi mới cái đầu vào.
đầu vào là những người có gọi là có tranh cử với nhau để đi vào, chứ không phải vào do một sự sắp hàng tổ chức từ trước. Trước đây có những cái đại biểu quốc hội người phải mang trên mình 4-5 cái cơ cấu, vừa trẻ vừa nữ vừa ngoài đảng rồi vừa văn hóa vừa y tế gì đó, phân tộc rồi vân vân, thì mang trong mình nhiều cái cơ cấu như thế thì làm gì mà có đại biểu mà xuất sắc trí tuệ được. Cho nên phải có một cuộc tranh cử công khai. Hôm nay tôi cũng nói thêm là cái kỳ họp này bỏ phiếu tín nhiệm, thật sự là đây cũng là cái phép thử để khẳng định rằng là chúng ta thường nói rất nhiều là trách nhiệm của người đứng đầu, mà nếu chúng ta không tìm được cái trách nhiệm của cái người đứng đầu mà để cho đất nước này nó suy đồi như thế này và mọi người bất mãn, người dân bất bình như thế này, thì rõ ràng cái cuộc bỏ phiếu đó cũng chỉ là một cái cách làm cẩm cho đẹp, mà lại càng là bỏ bí mật nữa thì thôi đừng có bỏ. Làm như vậy nó lại càng làm phủ phàng cái lòng tin tưởng của nhân dân lần cuối cùng vào cái cơ quan quyền lực rất cao nhất. Xin được hỏi ông một chút là theo ông thì bao giờ đấy thì cái lá phiếu của cái cử tri Việt Nam nó mới thực sự là như một số người kỳ vọng đấy, là nó có ý nghĩa dân chủ thực sự, bao giờ có một chuyện là sẽ không còn cái chuyện của đảng cử dân bầu như một số người nói nữa, và cái quốc hội thực sự có quyền lực của mình như được kỳ vọng, thưa ông? Trước hết là tôi phải nói là tôi hoàn toàn chia sẻ với cái sự phê bình của các vị mà đã phát biểu trước tôi với cái tư cách là cử tri. Phê bình như thế là đúng đấy, và tôi nghĩ có thể còn phê bình mạnh hơn nữa. Thế nhưng còn hỏi là vì sao chúng ta lại có một cái quốc hội mà người dân không hài lòng như vậy, thì tôi cho là chính người dân cũng phải tự trách mình. Quốc hội nào, người dân như thế nào thì quốc hội như thế. Nếu bao giờ mà người dân của mình mà giác ngộ, mình đi bầu, mình chọn lọc thật cẩn thận, thì lúc ấy mình sẽ có một cái quốc hội như ý của mình. Còn bây giờ người ta bảo là đưa ra 5 người, lấy 3 người, ông cũng tìm bằng được cho đủ 3 người, mặc dù ông chẳng biết mặt 3 cái người ấy, ông chẳng biết tài của 3 người ấy, thì sẽ bồ vào những cái đại biểu kiểu như thế thôi. Vâng, tôi cũng chỉ xin bình luận thêm một chút thôi ạ. Tức là tôi hoàn toàn đồng ý với các ý kiến trước và với ý kiến sau cùng của giáo sư Thuyết đó. Thì tôi cũng minh chứng bản thân tôi ra như là một ví dụ. Tức là bây giờ tôi không đi bầu nữa, bởi vì tôi thấy cái cơ chế bầu cử như thế này nó chả có ý nghĩa gì cả, cho nên tôi thấy không nên mất thì giờ cho cái việc như vậy. Chừng nào mà đưa ra được một cơ chế mới thì tôi sẽ đi bầu. Mọi người có thể nói là tôi vô trách nhiệm, nhưng mà tôi không thích bầu cho những người mà tôi chả hiểu gì cả. Lẽ ra họ phải đưa ra được những cái cương lĩnh, những cái chương trình để tôi có thể so sánh xem là tôi nên bầu cho ông A hay ông B, cho họ đưa một cái bản lý lịch ngắn ngủn treo ở cái chỗ bầu cử như vậy. Đọc không có một tí thông tin gì cả thì tôi thấy bầu như vậy vô nghĩa. Thưa tiến sĩ Quang A, thì chúng ta cũng thấy rằng là Quốc hội Việt Nam cũng có cái thông báo đấy, và nói rằng là trong nhiều năm nay thì cũng đang liên tục các cái công việc về cải tổ của mình đấy. Thì chả nhẽ trong gần đấy năm giờ lại không có cái điểm sáng nào, không có cái điểm gì cải thiện, thưa tiến sĩ? Tôi nghĩ là có sự cải thiện chứ không phải không có sự cải thiện. Vai trò của Quốc hội ngày càng nó được nâng cao hơn so với trước. Nhưng mà về cơ bản, quốc hội này vẫn là quốc hội nghị gật, nói thực như thế. Và tôi đồng ý 1/3 với giáo sư Thuyết ở cái chỗ là người dân phải tự giác. Nhưng mà người dân tự giác ở đây là người dân thực sự không có quyền lựa chọn. Người dân chỉ có thể gọi là bất tuân một cách thụ động như là anh Dương thôi, không đi bầu nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái quan trọng là người dân phải lên tiếng, phải đấu tranh để xóa bỏ những cái cơ chế đấy đi. Chứ còn ngồi đợi để là cái cơ chế thay đổi, chẳng bao giờ nó thay đổi cả.